Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. 10 mẫu tem chùm cực đẹp dành cho chiếc Ducati Panigale V4. 10 mẫu tem chùm cực đẹp dành cho con chiến mã Ducati Panigale V4. Những bộ tem được thiết kế và phối màu lực cực kỳ chất dành cho những bạn đang sở hữu cái dòng là Panigale V4 hoặc các chiếc sport bike tương tự cái dòng Ducati như là 899 Panigale, 959 Panigale, 1199 Panigale, 1299 Panigale và cái chiếc Super Sport. Ngoài ra, các bộ tem cực chất này có thể dễ dàng biến thành cho tất cả những cái mẫu sport bike, nước cơ bike khác. Vì các bạn chỉ cần mang xe và cái mẫu tới cái tiệm decal, còn lại là phần thiết kế decal sẽ lo. Cùng chúng tôi xem chi tiết từng bộ tem cực chất dành cho cái chiếc Panigale V4. Cả 3 phiên bản của chiếc Ducati Panigale V4 đều được trang bị có động cơ Des Mitsubishi Trail V4 với dung tích 1.103 cc, đường kính xi lanh 81mm, góc nghiêng 90 độ, cho ra công suất cực đại lên tới là 214 lực. Cái trọng lượng của cái chiếc V4 rơi vào khoảng 198 kg, còn cái bản V4S và V4 Special thì trọng lượng nhẹ hơn 195 kg. Theo chúng tôi được biết, có động cơ của chiếc Panigale V4 tương tự với trái tim của con chiến mã Des Mitsubishi CB, tổng trọng lượng có động cơ 65 kg. Và giá bán của cái chiếc Ducati Panigale V4 2008 chính hãng ở Việt Nam, cái chiếc Panigale V4 mức giá 746 triệu đồng, Panigale V4S mức giá là 937 triệu đồng. Mức giá này đã bao gồm VT chưa phí trước bạ và biển số. Bạn ấn tượng với cái mẫu nào nhất trong cái mẫu 10 mẫu tem chùm cực đẹp dành cho cái con chiến mã Ducati Panigale V4 ở trên? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở bên dưới comment. Cảm ơn bạn đã theo dõi kế tiếp, nhớ like, subscribe.